23 giây để làm nên lịch sử với phát đạn quyết định. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Lịch sử bắn súng Việt Nam đã phải chờ đợi hơn một nửa thế kỷ. Đoàn thể thao Olympic Việt Nam đã phải chờ đợi 36 năm mới có sự kiện này. Giây phút đấy là tôi cũng thật sự là tôi phải kìm nén, bởi vì tôi cũng đã nói là tôi rất ít khi mà khóc trước mọi người. Cảm xúc của tôi hoàn toàn là vỡ òa. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm vì Việt Nam mình là đã làm được cái điều mà chúng ta khát khao mong đợi từ bao nhiêu lâu rồi. Hàng triệu người hâm mộ đã chào đón anh như một người anh hùng. Ngay cả người luôn đồng hành cùng anh là huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung cũng nghĩ về anh như vậy. Còn với Hoàng Xuân Vinh, anh luôn coi chiến thắng này cũng giống như một nhiệm vụ mà anh đã hoàn thành với Tổ quốc, để rồi sau đó lại tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ khác. Tôi thì tôi nghĩ rằng là anh Vinh là một người hùng đấy. Với cá nhân tôi cũng như là tôi nghĩ là nhiều người cũng coi anh người hùng và phải cảm ơn anh. Bởi vì anh đã mang được cái vinh quang về cho Việt Nam. Đừng coi tôi như vậy. Và tôi chỉ là một người lính. Một người lính làm nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Để có chiến thắng này, vinh quang này, những người như anh Vinh, chị Nhung đã phải hy sinh, đánh đổi hạnh phúc và cuộc sống của cá nhân mình. Tôi cũng phải nói lời cảm ơn với người vợ tôi. Tôi phải đi xa và không có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi cũng như anh Vinh thôi. Nếu như khi mà chúng tôi phải đi quá nhiều thì thực sự gia đình là chỗ thiệt thòi nhất. Những vinh quang và cay đắng trên hành trình chinh phục những cái đích của thể thao đỉnh cao. Tất cả sẽ được vận động viên Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung chia sẻ trong chương trình Góc nhìn tuần này của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.